đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Chọn Hương Ấm Thấm Vị Ngon. Quý vị khán giả, cô Thảo có biết không, mấy hôm nay em cứ suy nghĩ là nếu trong cái thời tiết những ngày cuối năm này nè, hơi se lạnh, và nếu chúng ta có được một cái món ăn nóng hổi, thơm lừng, thì chắc là dù ngoài trời có lạnh cấp mấy, trong lòng cũng cảm thấy rất là ấm áp. Rồi Minh Châu nói nghe thật là hay đó. Nhưng mà đúng là trong thời tiết mùa lạnh đó, thì việc giữ ấm cơ thể bằng cách là cung cấp những cái chất dinh dưỡng rất là quan trọng. Mà nếu mà cơ thể chúng ta được giữ ấm nè, thì mình mới không bị cảm lạnh, và như vậy thì vui chơi, học tập hay là làm việc gì thì cũng sẽ rất hiệu quả. Dạ đúng rồi, vậy chắc ngày hôm nay quý vị khán giả sẽ được cô Diệu Thảo giới thiệu một món ngon mà có thể là cân bằng dưỡng chất nè, mà còn giữ ấm cái cơ thể nữa, phải không cô? Chà ví dụ này có bộ khó nha. Nhưng mà cô nói như vậy thôi, chứ món ngon mùa lạnh thì nhiều món lắm, rất là phong phú mà lại nhiều món ngon nữa. Tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay thì Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và Minh Châu nữa nè, một món ngon chế biến từ một nguyên liệu rất là quen thuộc trong gia đình, có thể dùng trong bữa cơm gia đình cũng được, mà đặc biệt là nó dùng phương pháp là lên men tự nhiên. À em biết rồi, có phải là cải chua không cô? Ừ, chính xác, với nguyên liệu cải chua thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một món ngon chỉ trong tích tắc thôi, đó là món canh sườn cải chua. Để thực hiện món canh sườn cải chua, chúng ta cần chuẩn bị 200g sườn non, 300g cải chua, hành tím băm, củ gừng và hành tím đập dập, 2 trái cà chua, hành lá, các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji-ngon. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta sẽ sơ chế vào nguyên liệu chính. Nguyên liệu chính của chúng ta hôm nay đó là sườn non. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm. Trộn đều lên. Và để cho có thêm mùi thơm, ướp thêm 1 muỗng canh hành tím băm nữa. Kế đó là chúng ta trộn đều hết tất cả những cái phần gia vị này lên. Rồi, giúp cho cô. Kế đó là cái nguyên liệu thứ hai, cũng là nguyên liệu chính trong món ăn này của mình, đó là phần cải bẹ đã được muối chua. Khi mà mua cải bẹ ở chợ về hoặc là chúng ta tự muối chua thì là tốt nhất. Chúng ta nên chọn cái loại cải bẹ đó mà cái phần lõi trắng phía bên trong này nè thì nó sẽ giòn và ngon hơn, và đặc biệt là cái cải chua để nấu canh thì phải hơi có cái vị chua một chút xíu thì nó vừa thơm mà lại vừa ngon. Ừ, như vậy là mình sẽ muối lâu lâu một chút xíu đúng không cô? Ừ, đúng rồi. Ừ, nhưng mà em thấy là nếu mà cải mà chua quá mình nấu canh cũng không ngon, em có thể rửa qua được không cô? Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi chúng ta mua cải chua ở chợ đó thì đem về chúng ta phải rửa cho thật là sạch để đảm bảo vệ sinh nè. Mà nếu cải chua chua quá độ thì trước khi nấu chúng ta phải xả lại với nước cho thật là kỹ và sau đó vắt ráo, thì như vậy độ chua của cải chua sẽ giảm đi và như vậy cái món ăn của chúng ta sẽ vừa ăn hơn. Quý vị khán giả thân mến, đúng như là cô Diệu Thảo vừa mới chia sẻ, nếu như chúng ta muối hoặc mua phải loại cải quá chua, quý vị nhớ chúng ta hãy rửa sạch và vắt thật ráo trước khi nấu canh nha. Sau khi chúng ta đã ướp sườn rồi nè, cải chua chúng ta cũng đã cắt vừa ăn rồi, chúng ta sẽ cắt tiếp đến cái phần cà chua. Cà chua thì rất là đơn giản thôi, quý vị khán giả sẽ cắt muối. Cà chua cắt xong thì chúng ta sẽ cắt qua đến phần hành lá. Mình cắt luôn cả phần cọng hành ở phần lá. Ừ, đúng rồi. Tất cả các nguyên liệu chúng ta đã sẵn sàng rồi thì bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Quý vị khán giả sẽ cho một miếng gừng đập dập nè, một miếng hành tím đập dập chúng ta cho vào. Kế đó chúng ta sẽ trút cái sườn này vào và chúng ta xào. Ồ, hay vậy. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ xào săn cái sườn này lại đúng không cô? Ừ, chúng ta sẽ xào cho săn cái sườn này mà chúng ta không cho nước vào. Sau khi mà chúng ta xào sườn này săn lại rồi á, chúng ta sẽ đổ 1,5 lít nước vào. Bây giờ chúng ta chỉ việc đậy nắp lại và chờ cho nước sôi trở lại khoảng 10 phút để cho phần sườn này chín. Cô nói lại giùm em đi, hồi nãy lúc mà cô xào sườn như vậy đó, một là cô nói là để cho cái mỡ trong sườn nó cũng ra bớt đúng không cô? Ừ, còn có công dụng gì khác nữa không? Khi chúng ta xào trước phần sườn như vậy đó, ngoài mục đích là cho phần mỡ của sườn nó ra bớt nè, hạn chế bớt chất béo ở trong cái phần món canh của mình, mà còn giúp cho sườn nó đậm đà và nó thơm ngon hơn nữa. À, như vậy là cũng là một cách để làm tăng lên cái hương vị của món ăn đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Quý vị khán giả thân mến, hãy làm như cô Diệu Thảo hướng dẫn nhé. Chúng ta sẽ xào cho sườn thật là săn trước khi chúng ta cho nước vào nấu để cho sườn thấm vị thơm ngon hơn. Rồi sau khi mà chúng ta bớt bọt và chúng ta đã nấu sườn vừa chín mềm khoảng chừng 10 phút rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cho phần cải chua vào. Quý vị khán giả sẽ nêm vào trong cái phần canh sườn cải chua này 1 muỗng canh hạt nêm nước hầm xương Aji-ngon, cho thêm 1 muỗng canh đường nữa thì như vậy món canh mới ngon. Rồi khi mà nó sôi lên trở lại rồi thì quý vị khán giả mới cho cái phần cà chua này vào. Phần cà chua này khi chúng ta cho vào rồi chúng ta cũng phải nấu một chút xíu Và bây giờ thì canh sườn cải chua của chúng ta cũng đã chín rồi. Cô sẽ tiếp tục cho cái phần hành vào. Hành vào em nghĩ là chỉ cần sôi nhau một cái là mình tắt bếp được ngay. Vừa sôi lên thì cái hành vừa chín tới và nó còn độ giòn. Riêng đối với nguyên liệu hành này thì quý vị khán giả không nấu kỹ quá, vì nấu kỹ quá thì hành sẽ nhừ, không còn ngon nữa và cũng sẽ mất cái màu xanh nữa. Đúng rồi. Cô sẽ cho vào thêm khoảng 2 muỗng canh nước mắm nữa. Chúng ta sẽ múc canh sườn cải chua ra. Trong những ngày thời tiết se lạnh như thế này mà có một tô canh sườn cải chua ngay giữa mâm cơm thì còn gì bằng cô Thảo ha. Đây là phần của Minh Châu mà cô biết là chắc chắn Minh Châu là không thể thiếu, cà chua và một miếng sườn. Em cảm ơn cô. Không biết là em phải làm sao bây giờ. Khen cô Thảo hoài á thì chắc quý vị khán giả kêu là em nịnh cô, nhưng mà em không thể không khen được, bởi vì món ăn này rất là ngon. Quý vị nhìn có thể nhận thấy là màu sắc của món ăn rất là hài hòa với nhau. Bên cạnh đó khi chúng ta ăn thử sẽ thấy là sườn đã chín là có độ mềm, rất là thơm và thấm gia vị. Còn cải chua cũng vậy, cũng vừa chín tới, vẫn giữ được độ giòn nè, có một chút chua chua làm rất là kích thích lại cái vị giác của mình luôn á cô. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều, và những lời nhận xét của Minh Châu cũng chính là cái yêu cầu của thành phẩm của món ăn chúng ta. Tròn hương ấm, thấm vị ngon. Và đó cũng chính là một trong những món quà mà chương trình Món Ngon Mỗi Ngày muốn gửi đến cho tất cả quý vị khán giả, để cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong thời gian vừa qua hai cách thức quen thuộc, đó là hộp thư số 620 của Điện Trung tâm Sài Gòn, và có rất nhiều quý vị khán giả đã gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Chương trình rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.